kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Ông xã. Thầy Châu. À! Mơ thấy ác mộng hả? Anh xin lỗi, là làm em thức giấc rồi. Có phải dạo này áp lực công việc lớn quá không? Có chuyện gì anh đừng ngại nói cho em biết đi. Không sao, anh ra ngoài uống miếng nước, em cứ ngủ tiếp đi. Mấy anh thợ à, trời nóng quá, uống chút nước đi. Nè nè nè, cảm ơn nha thầy Châu. Được khách sáo. Nè, chia ra đi. À anh Quy à, hả? Anh coi cái lỗ này hình như còn thiếu một chút đó. Thiếu một chút hả? Không phải chứ, chúng tôi làm theo như đơn đặt hàng mà. Không phải đâu, anh coi lại đi. Thầy Châu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Hoàng Vĩnh Sang với lại Văn Gia Hân. Ý, thầy Châu, vậy mà thầy cũng nhớ tên tụi em hả? Hai em lúc nào cũng đi chung với nhau mà. Đợi thầy một chút nha. Nè, thiếu một phần đó. À, bây giờ mọi người làm lại lớn hơn một chút nữa đi. Cảm ơn nha. Nè, Hoàng Vĩnh Sang, hình như có người chưa nộp bài tập vật lý có phải không? Dạ, bây giờ làm tức nộp liền. Nhanh lên đi. Thầy Châu. Xin lỗi nha thầy Châu, dạo này nhạc của em có chút vấn đề nên em... Em cầm đi. Thật sự ngại quá, số nợ trước đó mượn của thầy vẫn chưa trả, bây giờ lại mượn nữa rồi. Chuyện nhỏ thôi, con người ai cũng có lúc không may. Em mới tốt nghiệp chưa bao lâu, dần dần sẽ tốt hơn thôi. Ừ. Ê chú Hồng. Ê chú Hồng. Ê, chào buổi sáng. Phương Hạo Nhi, con tốt nghiệp rồi vẫn về đây thăm thầy Châu có lòng vậy sao? Vừa đúng lúc con đi ngang qua đây thôi, không làm phiền hai người nữa, con về trước đây. Bye bye. Ờ, bye bye. Chuyện gì vậy chú Hồng? À phải rồi thầy Châu à. Dạ. Con thì đã bốn chuyện giữa các lớp chiều nay á. Ừ, phải treo bao nhiêu bản báo tường mới đủ xài? Ừ, chú để tôi làm cho, chú nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, chân của chú không được khỏe mà. À, được thôi. Vậy cảm ơn thầy nha, với cả sáu mà. Nè. Có muốn hút một điếu không? Theo thầy ra ngoài. Thầy đã kêu em đừng có hút thuốc rồi mà, để bị người ta bắt được sẽ ghi lỗi lớn đó. Có phải đang phiền chuyện gì không? Nói thầy nghe đi. Em không có phiền gì hết. Trời ơi, xin lỗi. Cô có sao không vậy? Tôi không biết là cô ở phía sau. Tức là tôi sai hả? Cô Phương, nè, cô chùi trước đi. Cảm ơn thầy và thầy Châu. Hơn là có thầy ở đây đó. Tôi đi vệ sinh, lau chùi trước đã. Ờ, được. Bây giờ cô hãy hít thở sâu, sau đó thì tự đếm ở trong lòng. 3, 2, 1, sau đó thở ra. Có thấy đỡ hơn không? Nè, 3 giây này để cho cô bình tĩnh lại trước, để cho người ta cảm thấy cô suy nghĩ kỹ càng mới trả lời họ. Tôi cũng dạy học trò của tôi vậy đó. Có phải là cô muốn rửa đồ không? Nhà vệ sinh nữ bên kia. Cảm ơn thầy Châu. Người khiếu nại trong thư giấu tên khiếu nại Châu Văn Triết là thầy giáo của trường trung học Đức Quần, chỉ ra thầy ấy có mối quan hệ thân thiết với nhà thầu chính công trình của trường. Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi, nên tôi đã cử Nam và Đinh Tâm trà trộn vào trường. Đinh Tâm, cô hãy cập nhật tiến độ cho mọi người biết đi. Chúng tôi đã điều tra Châu Văn Triết, thầy ấy từng là quán quân chạy nước rút của Hồng Kông, biệt danh là người bay Hồng Kông. Vào trung học Đức Quần được 5 năm, ngoại trừ công việc giảng dạy cũng có tham gia hoạt động ngoại khóa, kim luôn cả việc tuyển sinh và đấu thầu công trình, những việc không thuộc về phạm vi giảng dạy nữa. Theo dõi thầy mấy ngày, chúng tôi phát hiện ra anh ấy là người khá nhiệt tình, được học sinh yêu mến, cũng được hiệu trưởng và đồng nghiệp tin tưởng nữa. Còn muốn bổ sung gì không? Vẫn còn một số điều cần bổ sung. Cô Phương. Chào anh. Cô Lý, bố trí lễ kỷ niệm trường chắc sẽ hoàn thành vào tuần sau, tới lúc đó chỉnh sửa chi tiết hơn. Vậy còn trang mạng lễ kỷ niệm trường khi nào xong? Để tôi về công ty hỏi lại rồi sớm cho cô biết. Cảm ơn. Thầy
thầy Châu à, anh có điện thoại thì nghe đi, đừng làm phiền các đồng nghiệp khác. À, thật ngại quá thầy Trần. Nghe. Chào buổi sáng thầy Châu, sao rồi, số tiền nợ khi nào trả đây? Cho tôi vài ngày nữa được không anh Mạnh? Hôm trò của thầy nộp thiếu bài tập thì thầy cho dời lại tháng sau nộp hay không hả? Thầy tự mình nói đi. Tôi không phải là chủ nhiệm lớp của thầy nên không ghi lỗi lớn được. Vậy tiền sao đây chứ? Tôi chỉ còn cách tới trường mà thầy đang dạy dán giấy chữ lớn để quảng cáo thôi. Đừng mà, tuyệt đối đừng mà. Để bên nhà trường biết sẽ phiền lắm. 3 ngày đi, cho tôi 3 ngày nữa, tôi sẽ trả đủ mà. Được thôi, tôi tin thầy thêm lần này nữa. Nhưng mà thầy Châu à, thầy cũng biết tới lúc đó mà không trả đủ thì hậu quả thế nào rồi. Chúng tôi điều tra được Châu Văn Triết thiếu nợ, bị một người tên là anh Mạnh đòi nợ. Vì chuyện gì mà thiếu nợ người ta gì? Tạm thời chưa điều tra ra, nhưng chúng tôi phát hiện một chuyện khác. Đây là Bàn Văn Dĩ, người phụ trách của công trình Chí Dường Trung học Đức Quần, muốn tân trang khuôn viên trường. Mấy tháng liên tục vài lần tiến hành việc đấu thầu công trình quy mô lớn, và dựa theo dữ liệu đang có trong tay cho biết công trình Chí Dường đã trúng thầu 3 lần liên tiếp, tiền phí công trình tổng cộng gộp lại gần 1 triệu đô. Bàn Văn Dĩ không có tiền án, đã kết hôn, có một con gái, cũng mắc rất nhiều nợ. Người nhà của ảnh từng bị bọn cho vay nặng lãi theo dõi tới mức phải báo cảnh sát. Họ cũng đang kẹt tiền, cho nên không ngoại trừ là Châu Văn Triết đã nhận tiền hối lộ của Bàn Văn Dĩ để thao túng kết quả đấu thầu, để cho công trình Chí Dường có thể nhận được công trình 1 triệu đô này, đôi bên đều có lợi. Nhưng mà công trình sân thể dục mới nhất kỳ này trúng thầu là công trình Duyệt Thiên, không phải là công trình Chí Dường. Rất có khả năng là Châu Văn Triết muốn tránh bị nghi ngờ, cho nên mới duyệt công trình cho công ty khác, hoặc là thầy ấy với Bàn Văn Dĩ bàn bạc không xong nên mới làm như vậy. Nhưng mà tôi ở trường quan sát mấy ngày nay, thấy thầy ấy làm việc tận tâm tận lực lắm, với lại rất nhiều công việc ngoài việc giảng dạy thầy ấy cũng tham gia. Ngoài ra thầy ấy cũng rất quan tâm học trò, đối xử với những thầy cô giáo khác, thậm chí là công nhân trường cũng rất chăm sóc chu đáo. Hình tượng người thầy tốt bụng này có thể là cố tình làm cho người khác thấy chứ chưa chắc là sự thật. Nhưng mà cô chưa từng gặp thầy ấy. Thiếu nợ người khác có đồng nghĩa là có động cơ phạm tội không? Quá đưa mình vào thế sẽ tạo ra rất nhiều điểm mù. Mọi người tiếp tục theo dõi Châu Văn Triết và Bàn Văn Dĩ, xem họ có hành động gì mới không. Yes, madam. Hai người họ bình thường là bạn thân mà, bây giờ lại đối đầu với nhau, có phải cãi lộn không? Tôi thì nghĩ có phải là Chung Sảo Linh sắp sửa tới ngày phỏng vấn thăng chức nên mới tạo ấn tượng tốt ở trước mặt madam hay không? Sếp à, sếp cảm thấy hai người họ nói đúng sao? Nhiều chuyện quá đi. Yes sir. Bàn Văn Dĩ trong lúc thi công trường học thường xuyên hẹn Châu Văn Triết cùng ăn cơm. Nhưng dựa theo điều tra, sau khi công trình Duyệt Thiên thầu được công trình sân thể dục thì họ tới giờ không còn gặp mặt nhau nữa. Lần này hẹn ra ăn cơm, có thể có liên quan một công trình đấu thầu mở rộng lễ đường khác. Anh ăn gì? 2 phần cơm thường, 2 ly đều lấy trà sữa nóng. 2 phần cơm thường, ok. Ngại quá, bên trường có chút việc. Tình hình sao rồi? Chưa có động tĩnh gì, nhưng mà nếu hên thì có thể bắt hết cả đám. Anh trai, ăn món gì? Đợi thêm chút nữa, cảm ơn. Bên ngoài có nhiều người đang đợi đó. Sandwich trứng, trà chanh đá 2 phần. Sandwich trứng, trà chanh đá, sandwich có cần nướng không? Không cần đâu. Đa Tân, tình hình bên đó sao rồi? Bị người khác che lại rồi, không nhìn thấy gì hết. Phải rồi, chuyện mà lần trước tôi bàn với anh, nếu như thêm tiền thì anh thấy sao? Trong bì thư có tiền mặt. Tất cả mọi người chuẩn bị hành động. Nhưng thầy ấy không có nhận tiền. Không sao hết, sau này rồi bàn tiếp. Để tôi đi tính tiền. Ủa, trùng hợp vậy? Cô không nhận ra tôi hả? Lần trước ở sân trường, cô tạt nguyên ly cà phê lên người cô giáo đó. Nhưng mà chuyện này cô không cần để trong lòng đâu, vì cô giáo đó bình thường cũng tốt bụng lắm. Hôm đó trùng hợp tâm trạng không tốt thôi. À được rồi, lần sau nói tiếp nha, bye bye. Cô không nên tự ý xông vào tiệm ăn như vậy. La Tân không nhìn thấy mà, nên tôi định qua đó hỗ trợ ảnh. Để thầy ấy nhìn thấy cô sẽ nghi ngờ cô đó.
Tôi thấy phản ứng khi nãy của thầy ấy chắc không nhận ra tôi theo dõi đâu. Cô biết diễn kịch, người ta cũng biết diễn vậy. Tôi nghĩ chưa chắc hắn đã phát hiện ra Đinh Tâm theo dõi hắn đâu. Nhưng mà lần sau không được nóng vội như vậy nữa, cô biết chưa? Yes sir.